Vâng. Hello, xin chào tất cả đại gia đình nha. Hello, xin chào cả nhà. À, đại đình ơi, thì ngày hôm nay là có Mr. Trân lại chòi của mình chơi nha đại đình. Đó, thì ngày hôm nay thì Mr. Trân có tổ chức một cái trò chơi cho tem mình chơi. Đó chính là cái trò chơi rất là đơn giản thôi, là bịt mắt, nhảy ba bố. Đó, và cái phần thưởng ngày hôm nay là Mr. Trân đưa ra là bao nhiêu? Thưa quý vị, đó là 1 triệu đồng dành cho người đoạt giải nhất hôm nay. Đúng rồi, ai mà đoạt giải là được 1 triệu phải không? Đúng rồi, chính xác. Đó, bây giờ nguyên cái tem em, bây giờ anh chấp nguyên tem luôn không? Nguyên tem của công thức TV có bao nhiêu người? À, nguyên tem của mình á là có 6 người. À, thưa quý vị, tổng cộng có 6 người, đúng không? Rồi, bây giờ nguyên tem mình lại nè, có anh Trân có trò chơi nè. Mời cả nhà qua đây. Mình là công thức TV, còn đây là cameraman lĩnh 10 lít. Lĩnh 10 lít, năm báo. Dữ lắm à. Đây là phong liệu. Phong liệu sao? Phong liệu không? Phong liệu. Rồi đây là cá chơi, còn đây là liên ngô. Thì cái trò chơi ngày hôm nay là anh Trân là thể lệ chơi sao? Bây giờ anh... Thưa quý vị, trước mắt hôm nay mình ấn tượng với một cái tên, đó chính là Phong Liệu. Phong Liệu. Đó, quý vị, hôm nay mình chọn con cái cho nó có gì đó mới nhớ quý vị. Đây một gương mặt đã thành công rất nhiều trò chơi. Đúng rồi, bữa nay mong rằng là thành công nữa. À, Phong Liệu bữa nay có muốn lấy 1 triệu không? 1 triệu đây. Ừ. Một cái hoa hồng 1 triệu. À, nếu anh Trân tài trợ bữa nay, Mr. Trân trời trời. Đúng rồi, hôm nay mình nhưng mà bây giờ nè, thí dụ nhóm em có 6 người, bây giờ đi thi đi, ở đây có 2 cái bao nè. Thì mỗi một vòng á thì mình sẽ đi 2 người. Đó, rồi tới cuối cùng là 3 người sẽ là đi chung với nhau. Là ai sẽ người thắng cuộc? À, đó. Đúng rồi, mình đi thắng cuộc không được nè. Nhảy nó hoài luôn á. Rồi bây giờ anh chưa có chuẩn bị thăm luôn hả? Có luôn đây, thưa quý vị. Bây giờ rút thăm bắt cặp phải không? Đúng rồi, trong này có 3 cặp tương ứng với là 6 người. À, thì mỗi cặp có 3 cặp này thì có 2, tức là một cặp và có 2 cây nó bằng nhau. À, đó, nếu ai rút ra mà 2 cây bằng nhau thì sẽ đấu với nhau. Dạ, okay. À, để mà như 3 cặp thắng sẽ là dành chọn 3 người. Đúng rồi. À, rồi sau đó đấu tiếp tục để dành một người chiến thắng cuối cùng là 1 triệu đó. Ok, là nhảy tới cây nè. Vô vô 1 2 3. Vô. Rồi bây giờ mình rút thăm nè. À, rút thăm để chọn cặp phải không? Đúng rồi, đúng không? Chọn cặp bây giờ tự chọn nha. Rồi sau đó mọi người so sánh lại. Ừ, cái người nào thì bằng nhau thì hai người sẽ là một trận đấu với nhau. Ê, cái trò chơi rút thăm này cũng vui lắm nè, ngày xưa có đi chơi rút thăm như nào. Đây đó, rồi đo với nhau đây. Đo có ai trùng nhau? Rồi 1 2 3. Học ơi, học ơi hả? Không, học ơi, bây giờ mình đi kiếm đối tượng nào thi đấu đi. À, mình với công thức chơi và cá chê. Rồi học ơi ai Hụt lại em với anh á. Anh Năm nè. Có đây nè, anh Năm nè. Rồi hai anh em mình đó. Rồi Liên Ngô với Năm Báo. Thì cam cam anh Liên Ngô Năm Báo 10 lít với Ông Liệu. Ông Liệu. Rồi bắt cặp ra quay cặp coi. Rồi đâu. Rồi bắt cặp đúng rồi. Đây đây là 3 cặp. Dạ ai đi trước? 3 cặp sẽ quánh tù tì. Cặp nào thấp nhất đi trước luôn. Đúng rồi. Cặp nào thấp nhất? Cặp nào thấp nhất mình đâu? Cái mình đâu không? Theo các bạn thì 3 cặp này những người nào sẽ giành chiến thắng? Bây giờ cho Phong Liệu với thằng cameraman đi trước đi. Ừ, nó để chọn ra một người. Đúng rồi. Okay. Rồi bắt đầu luôn. Đang có cameraman ra quay nha. Đó. Hay quá, nhảy đi. Có quay được không? Nè, bây giờ mình sẽ bắt đầu từ đây phải không? Nè, bây giờ mình bịt mắt rồi xong mới chồng bao lên nhảy tới đó phải không? Rồi. Bao đi hả, mình mắt. Ừ, em thử đi. Mình xây 3 vòng nha. Thôi từng nhảy xuống mương nha. Đúng rồi, xây 3 vòng. Ừ, xây 3 vòng mới được. Đúng rồi, nhẹ nhàng, đúng rồi. Ờ. Nè, bịt mắt. Để mình lấy tiền thưởng mới được. Được chưa? Rồi, ok chưa? Cái trò chơi này nó có điều nó hay hơn nữa quý vị. Nhảy bao là khó rồi. Bịt mắt. Là cái còn 1 giờ thôi, xong sau đó là gì? Bịt mắt là khó rồi. Và bây giờ sau khi bịt mắt xong thì thêm một khó nữa, đó là quay 3 vòng. 3 vòng. Rồi cả hai xuất phát. Rồi còn thấy không? Thấy không? Rồi nè, 1 vòng nè. 2 vòng nè. Rồi. Rồi 1. 3 vòng rồi. Ok. 3 đầu hướng trước đây. Rồi quay lại trước cho nó. Khoan lộn. Bên này hướng lên. Rồi. Được rồi. Được rồi. Rồi. Rồi xuất. Rồi. Xuất phát. Nè 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 nè. Rồi kê xuất phát. Dạ. Nè 1.
2 3 Bèn nó đi đâu vậy? Đây nè, hướng này. Cái còi. Chưa ai giành được chiến thắng. Chưa ai giành được hết. Giật cái bao, giật cái bao. Thưa quý vị, sau khi nhảy xong thì đã xuống bắt được con cá. Con cá không vậy? Thôi bây giờ tới cặp khác đi. Bây giờ tới ai nè? Mình đi cuối đi. Hả? Mình đi trước. Mình đi trước luôn. Chơi luôn. Chấp luôn đà bây giờ. Liên không? Đi qua đây nhớ không? Mít nè. Bỏ giá bạc ai? Đó. Bỏ đóng ra luôn nè. Rồi cuộc đi, ai cuộc đi. Trời ơi. Sao chưa đi nước nhẹp chân tử? Vô bao đi. Sao nhẹp hết trơn rồi. Ai biết đâu tử ở chỗ đó gốc cây. Bắt được gốc cây nữa cây này nè. Cản rẻ lại cho nó bắt. Ý lại cản rồi nha. Mết. Cản rồi. Mình đã sáng rồi người chiến thắng hai thằng mình đó là hai thằng sẽ về đích một lượt. Ok. Là bây giờ chút xíu là hai đội này nó bị lỗi rồi. Mình là người chiến thắng. Từ từ. Từ từ. Thôi xong rồi. Chặt cái gì? Tao không thấy được. Không thấy rồi. Ừ. Cấu lên nè. Quá. Thưa quý vị, cặp vừa rồi đã bị tai nạn. Sau khi mình đỡ mà không nổi còn đè rồi xuống cho bằng được. Bây giờ sẽ cặp thứ hai. Hello tất cả mọi người, đâu mày đồng nghiệp đâu, đồng nghiệp. Bắt tay. Bắt tay coi. Quay quay quay. Quay. Quay tới té. Không té đâu, anh nhìn này. 3. Rồi. Đây rồi. Đây. Đúng rồi. Đây. Rồi. 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 Đây. Bây giờ mình không có nói đường, không có chỉ đường đi nha. Tất cả mọi người tản ra hết. Thôi tản ra hết. Do nhảy. Sợ quá à. Quay đây, quay rồi đi ra chỗ khác. Ngoan. Mắc mà lo lại sớm lại. À trước khi đi có nói gì đoàn ơi gì không? Sẽ cố gắng. Rồi ok. Mình sẽ cố gắng. Thưa các bạn, đây là cặp đấu chờ đợi nhất sau khi hai cặp đấu kia nó không thành công để lọt xuống nước. Và lần này theo anh nghĩ là có thể lọt xuống nước không? Hên xui. Hên xui. Bây giờ mình đi ra trước. Hên xui nhiều hơn. Cho đi trước trước đi để nhảy vô trời. Và đó cho nhảy trước trước chút nào. Quay nè. Ừ. Ok, ok. Rồi quay vòng đi. Rồi. Mà tự xay lên đi. Tự xay đi. Tự xay. Xay. 1. 2. 2. Rồi 3. Rồi đứng lại. Phía trước là kia. Rồi rồi phía trước rồi. 1. 2. 3. Đây đây. Đây tới tới. Lên như vậy chung kết sao bây giờ cặp đây bây giờ hai cặp kia tiếp tục đấu đấu nữa hả? Đấu nữa người nào đấu thắng là chung kết với Liên Ngô. Đúng rồi. Liên Ngô đi trước phải không? Đúng rồi. Rồi nè chạm với Liên Ngô nè, nghe tiếng hành chân á mới chạy lên tới hành chân bởi vậy thôi. Rồi bây giờ cặp nào tao đi trước ta. Rồi
bao rồi. Lấy đâu? Nè, cái bao này khô quá. Mình là mình xé là kia. Đừng có đi vô cái giường đấy nghe. Hả, bây giờ mình chia cặp ra đi. Bây giờ tao với thằng Nam đi. Đúng rồi, cho em vô chia lại hả? Chia lại đi. Rồi. Đi với thằng này nó xui quá. Nó khách chơi dưới nước mình uống nước không à. Không ai cọp phá mình đi giải à. Chơi không có đổi đường nha. Bây giờ là tự động là mấy anh em là đổi cặp với nhau. Lĩnh 10 lít. À, để là thay đổi cái phong thủy. Hy vọng lần đây không té xuống nước mà té xuống ruộng. Nhẹ 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 nhẹ. Cứng cái đầu luôn rồi. Không thấy cái đường nữa. Ngưa, ngưa lộ mũi quá. Không thấy. Thấy giờ. Thời đó không thấy. Không thấy, chắc rồi không thấy. Mặt bây giờ tự xe ba vòng không? Rồi tự xe đi. 1. Uy tín chưa? Quay. 2. Quay vòng. 3. Công thức đủ. Đủ. Rồi, đủ rồi. Đây kia, từ từ. Chưa nhảy. Im nè. 1, 2, 3. Yo. Xuống nước. Đây. Thẳng lên. Cho lên được. Tiếp tục. Thẳng luôn. Vẫn được. Cố lên. Vẫn cái gì vậy má? Thẳng lên. Thẳng luôn. Thử nghe lần bạn là nghe lần cuốn nè. Thử nghe sao. Yes. Đây quý vị, người giành chiến thắng. Cái áo đại gia đình ơi. Về nhà chắc ba la mẹ mắng thôi. Sao vậy? Cái áo mẹ mua. Chưa thưa các bạn, đây là phong liệu. Đánh liệu. Cái bao. Cố lên nha mọi người. Rồi ok. Rồi. Ok. Rồi bắt đầu chưa? Rồi tự xoay đi. Anh xoay luôn nha. Bây giờ mình không có nói chuyện nha. 2 3. Ba. Rồi im lặng luôn nha. Chưa lần này cái nữa. Bên đây. Chưa chạy đi. Rồi phía trước là kia. Chuẩn bị. 1, 2, 3. Bên đây nè. Cố. Đây nè. Thẳng lên. Cô lên. Nghe bạn. Phải. Nghe bạn nói. Phải. Ai là người tới trước? Rồi. Kết quả là phong liệu đi trước. Phong liệu tới trước. Dạ phong liệu với một chút xíu thôi. Hai đứa vô chung kết. Bây giờ ba người. Ba đứa đúng là ba đứa thắng trước mà hay là năm trước không ba đứa thắng liền thắng chị thắng rồi à. Chị với ba người luôn ba người nhảy luôn ba người chung kết tuyệt vời. Em chỉ cho bông, mình ưu tiên cho nữ rồi giờ mình đi bịch này không thấy gì đâu để nhanh nha. Tên gì? Lệnh 10 lít. Lệnh 10 lít hả? Lệnh 10 lít. Rồi vô nghe lắm. Sao có hùng gì ba? Thấy đường không đi ngô? Không. Thấy đường không? Đứng im ngay. Chưa ai nói năng gì tới nghe từ nghe. Bắt đầu nè. 1. Rồi ok. Thấy đường không? Đứng im. Ba ly ngô bịt khẩu trang con mắt. Sợ con mắt bị nhiễm Covid. Cho chính giữa đi. Trời mày mọ. Thưa quý vị các bạn. Đấy. Bây giờ là trận chung kết. Chung kết giữa là đối thủ nặng cân nhất đó là Phong Liên. Lệnh 10 lít từ từ. Đây là Ly Ngô. Ai thắng cái vòng này sẽ được lãnh 1 triệu đồng. Rồi xoay ba vòng đi, bắt đầu xoay ba vòng. Em xoay rồi. Đổ ra. 2.
rồi sai lên ngôi sai rồi tiên 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 cố lên cố lên cố lên béo phải béo phải cố lên cố lên cố lên cố lên tay cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên tới rồi câu mộng ơi vậy đây vậy đây vậy đây rõ đây tao nào tao lên bạn ưu thế cố lên cố lên đặt ưu thế cố lên nhanh thôi thôi cố lên cố lên cố lên cố lên tới luôn tới quẹo xuống tới tới luôn tới tới rồi chiến thắng ơi chiến thắng chúc mừng bạn chúc mừng lên 10 lít trời ơi tao kìa tao rồi đi lên đây cuối cùng là anh Phong Liễu anh Phong Liễu hả? Ủa Phong Liễu như vậy hả? Đúng rồi Phong Liễu như vậy đúng hả? Ừ vậy là Phong Liễu hả? Đây lên đây lên đây đi hút là phải trừ điểm nha. Hôm nay là thứ mấy nè? Hôm nay là thứ hai là được giải lại được giải thưa các bạn như vậy là đồng vòng chung kết đã kết thúc với vị trí thứ ba là lệnh mời lên thứ hai đó là Lê Ngô và người cuối cùng đó là công thức TV ê lộn công thức TV lọc nước lộn đây Phong Liễu.